Nhiều năm nay, thủ lĩnh thanh niên Nguyễn Bàn Thống, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Bí thư đoàn xã Quang Trung là tấm gương sáng có nhiều đóng góp to lớn cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Hơn 13 năm tham gia công tác đoàn, hội tại cơ sở, anh Nguyễn Bàn Thống đã thể hiện phẩm chất của một thủ lĩnh thanh niên được lãnh đạo địa phương tin tưởng, các bạn đoàn viên thanh niên yêu mến, góp phần phát triển công tác đoàn, hội, đội ngày một vững mạnh. Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện, Bí thư đoàn xã nhiệt huyết và trách nhiệm, anh Thống luôn nhận thức được rằng mình phải luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động tại cơ sở. Trong thời gian qua được học tập và được anh Thống giúp đỡ, thì bản thân em cũng nhận thấy rằng anh Thống là một người có năng lực công tác, có kinh nghiệm. Đấy, và khi cấp trên hoặc là giao bất cứ nhiệm vụ gì cho anh Thống đều cố gắng hoàn thành. Và đó anh Thống cũng đã tạo một cái gọi là một nguồn lửa tiếp sức cho bọn em từ một tấm gương cũng như của anh Thống, thì bọn em được học được những cái mới, cái hay và để áp dụng vào thực tế công việc tại đơn vị cũng như là trên địa bàn địa phương của mình. Trong thời gian công tác, cùng với lòng nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, anh Nguyễn Bàn Thống đã được kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2013. Từ những nỗ lực đóng góp và thành tích đạt được trong quá trình hoạt động, anh đã được rất nhiều bằng khen, giấy khen cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh đoàn, huyện đoàn. Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen Bí thư chi đoàn ấp khu phố xuất sắc tiêu biểu năm 2014. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019. Trải qua được gần 10 năm công tác đoàn, luôn luôn hàng năm luôn luôn đã cố gắng thực hiện mọi chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ huyện cũng như là của Đảng bộ xã giao đệ về công tác thanh niên. Trong những tháng 3 này thì bản thân rất là hào hứng, cũng muốn gửi gắm lên cho tất cả các bạn trẻ trên địa bàn toàn huyện cũng như là địa bàn xã Quang Trung nói riêng, thì hy vọng các bạn hãy luôn luôn cống hiến cái sức trẻ của mình, đặc biệt là đóng góp cho sự phát triển của huyện nhà, đặc biệt là của xã nhà, để thực hiện mọi thắng lợi nghị quyết mà huyện cũng như là xã Quang Trung đã đề ra. Những năm vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đánh giá rất cao đồng chí về mặt tư tưởng, mặc dù là về độ tuổi đồng chí cũng đã là một trong những người anh của những cái cán bộ đoàn kế tiếp. Tuy nhiên cái sự nhiệt huyết của đồng chí là luôn luôn giữ được một cái lửa thanh niên ở trong lòng, thì qua đó cũng giúp được cho các thế hệ trẻ thấy được một cái tinh thần làm việc, trách nhiệm, gương mẫu cũng như là cái tính xung kích tình nguyện của đồng chí trong tất cả các lĩnh vực trong thời gian vừa qua. Mà qua đó Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng như tất cả các cơ sở đoàn rất là quý mến, rất là yêu thương đồng chí và cũng rất là trân trọng những tình cảm, những năm tháng cống hiến cho đồng chí, và đồng chí cũng xứng đáng là một trong những thủ lĩnh tiêu biểu của toàn huyện. Với sự tâm huyết và nỗ lực của mình, anh Nguyễn Bàn Thống sẽ luôn là người bạn đồng hành của lực lượng đoàn viên thanh niên trên con đường phía trước, xứng đáng là một thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu được mọi người yêu mến, học tập và noi theo.